Cô chào các con, rất vui được chào đón các con quay trở lại với giờ học môn âm nhạc lớp 6. Các con thân mến, 2 tuần vừa qua, cô đã hướng dẫn các con tự học tiết 1, 2 của chủ đề 1, Em yêu âm nhạc. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học tiết 3, gồm nội dung thứ nhất, nhạc cụ, hòa tấu. Nội dung thứ hai, thưởng thức âm nhạc, hát bè. Và cuối cùng là hoạt động trải nghiệm và khám phá. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, nhạc cụ, hòa tấu. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 6 để chúng ta cùng theo dõi nội dung này nhé. Các con ạ, giờ trước chúng ta đã được học nhạc cụ tiết tấu với thanh phách và trống nhỏ. Theo đúng nội dung trong sách giáo khoa thì ở tiết học này, các con sẽ được học thêm nhạc cụ giai điệu để hòa tấu cùng với các nhạc cụ gõ. Nhạc cụ giai điệu là các nhạc cụ có cao độ, ví dụ như các loại đàn, kèn phím, sáo, vân vân. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, các con không thể đến trường học nên nội dung này chúng ta sẽ chưa thể học với các nhạc cụ giai điệu được. Nhưng cô vẫn sẽ hướng dẫn các con luyện tập bài hòa tấu này bằng cách đọc nhạc để thay thế cho việc sử dụng nhạc cụ giai điệu. Các con quan sát vào bài hòa tấu ở sách giáo khoa, chúng ta sẽ thấy bài hòa tấu này chính là giai điệu của bài đọc nhạc mà các con đã được học ở giờ trước, gồm có 3 bè. Bè 1 là bè giai điệu được thể hiện bằng các nhạc cụ giai điệu. Bè 2 và bè 3, chúng ta sẽ dùng thanh phách và trống con để thể hiện. Bây giờ, cô mời các con chúng ta sẽ cùng thể hiện bè 1 bằng cách đọc lại các nét nhạc của bài hòa tấu nhé. Đây là 2 nét nhạc của bài hòa tấu, cũng chính là 2 nét nhạc của bài đọc nhạc số 1 mà các con được học giờ trước. Mời các con chúng ta sẽ cùng đọc lại từng nét nhạc một nhé. Các con hãy đọc lại một lần nữa nào. Cô mời các con đọc nét nhạc thứ hai. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nào. Vừa rồi chúng ta đã thể hiện bè 1 với việc đọc nhạc thay cho việc sử dụng nhạc cụ giai điệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thể hiện bè 2 và bè 3 bằng thanh phách và trống nhỏ. Lưu ý, bè có đuôi nốt nhạc quay lên màu xanh, các con sẽ dùng thanh phách để thể hiện. Bè có đuôi nốt nhạc quay xuống với các nốt nhạc màu đỏ, các con sẽ dùng trống con để thể hiện. Chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Mời các con chúng ta sẽ làm lại một lần nữa nào. Sau đây, cô sẽ cho các con xem video minh họa cho bài hòa tấu bằng các nhạc cụ. Các con cùng chú ý theo dõi nhé. Bây giờ, cô mời các con chúng ta sẽ cùng ghép các bè của bài hòa tấu và lưu ý bè của nhạc cụ giai điệu chúng ta sẽ thay thế bằng việc đọc nhạc nhé.
chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi và thực hiện. Các con sẽ tập lại một lần nữa nào. Như vậy, sau khi học xong nội dung này, các con có thể luyện tập thêm bài hòa tấu nhiều lần theo từng bè với việc đọc nhạc và thể hiện các nhạc cụ gõ nhé. Cô mời các con, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyển sang nội dung thứ hai của bài học hôm nay, đó là nội dung thưởng thức âm nhạc, hát bè. Các con hãy theo dõi vào sách giáo khoa trang 8 để tìm hiểu về nội dung này nhé. Trước hết, cô sẽ cho các con xem một tiết mục biểu diễn văn nghệ có hát bè, các con sẽ cùng theo dõi. Như vậy chúng ta thấy một tiết mục văn nghệ rất hay có sử dụng hát bè. Và ở nội dung này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hình thức biểu diễn nào có thể hát bè. Bè chính thì có nhiệm vụ gì, bè phụ có nhiệm vụ gì và khi hát bè thì tạo ra những âm thanh như thế nào. Các con chú ý theo dõi nhé. Các hình thức hát từ hai người trở lên đều có thể hát bè. Và trong âm nhạc có hai dạng cơ bản. Đó là hát bè hòa âm và hát bè phức điệu với các cách tổ chức khác nhau. Sau đây, cô mời các con chúng ta sẽ theo dõi một vài ví dụ về hát bè nhé. Mời các con theo dõi ví dụ thứ nhất. Như vậy, qua ví dụ vừa rồi các con thấy các bè ở đây được hát cùng thời điểm, cùng lời ca, cùng tiết tấu nhưng cao độ lại khác nhau. Người ta gọi đó là hát bè hòa âm. Mời các con chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp một ví dụ nữa về hát bè. Và ở ví dụ này chúng ta thấy các bè ở đây hát cùng lời ca và giai điệu nhưng có bè thì lại hát trước, có bè lại hát sau. Người ta gọi đó là hát đuổi. Và tiếp theo, còn một kiểu hát bè nữa đó là các bè hát khác nhau về lời ca và tiết tấu cũng như cao độ. Người ta gọi đó là hát bè phức điệu. Các con sẽ cùng theo dõi ví dụ về hát bè phức điệu nhé. Khi
bè thì bè chính hát giai điệu chính, còn bè phụ phụ họa cho bè chính. Khi hát bè, các bè sẽ hòa quyện với nhau và tạo ra âm thanh đầy đặn và giàu màu sắc. Mời các con chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp một ví dụ nữa để thấy được hiệu quả của việc hát bè nhé. Trước khi kết thúc tiết học này, cô mời các con chúng ta hãy cùng cô tham gia một hoạt động trải nghiệm và khám phá hết sức lý thú. Với hoạt động này, cô tin rằng các con sẽ tự khám phá được khả năng sáng tác âm nhạc của mình đấy. Trước khi vào hoạt động này, các con sẽ cùng vỗ tay theo âm hình tiết tấu trên màn hình nhé. Các con sẽ nghe cô làm mẫu một lần. Đơn đen, 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 rồi. Các con cùng làm theo cô nào. 1, 2... Đơn đen, 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 rồi. Chúng ta thể hiện lại một lần nữa nào. 1, 2. Đơn đen, 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 rồi. Bây giờ, nhiệm vụ của các con sẽ là tự nghĩ ra các câu có chủ đề về âm nhạc, rồi đọc theo âm hình tiết tấu mà các con vừa luyện tập và sau đó sẽ hát với cao độ tùy ý. Để gợi ý cho các con thực hiện hoạt động này, cô sẽ cho các con xem một vài ví dụ. Các con cùng chú ý theo dõi nhé. Sau khi tham khảo các ví dụ mà cô đưa ra, các con có thể tự nghĩ ra các câu với chủ đề về âm nhạc theo âm hình tiết tấu trên và hát với cao độ theo ý thích của các con nhé. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các con các nội dung của tiết học hôm nay. Sau khi học xong tiết học này, những lúc rảnh rỗi, các con có thể tập chơi thêm các bè của bài hòa tấu bằng việc đọc nhạc hoặc sử dụng các nhạc cụ gõ nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con vào giờ học tuần tới. Thân ái, chào các con.